Đây là top những loại gỗ làm tranh tốt và giá trị nhất Việt Nam. Khi chơi tranh gỗ sẽ phải có một vài đặc điểm cần phải lưu ý hơn là chơi tượng, như là gỗ phải có khả năng xuất hiện thực tế ngoài đời thực, mặt gỗ phải lớn và chất gỗ phải rắn, chắc, tom phải mịn và gỗ phải bền với thời gian, không bị ải và mối mọt. Và như vậy thì thường là sẽ có một số loại như sau. Thứ nhất là gỗ chắc. Đây là một trong những loại top vương mộc làm say đắm hàng triệu con người yêu thích những loại gỗ độc lạ với tom gỗ mịn, thớ gỗ chắc khỏe, bền hàng trăm năm. Thời xưa thì chỉ có vua chúa, quan lại cao cấp mới được sử dụng. Và loại gỗ thứ hai là gỗ mun. Trên thị trường thì có nhiều loại gỗ mun khác nhau như là mun sừng, mun sọc và mun hoa. Nhưng chất lượng và giá trị nhất vẫn là mun sừng tại Khánh Hòa. Chất gỗ đen nhoáng, cứng bóng như sừng trâu, gỗ đen như than và nặng như chì. Những loại gỗ này thì thậm chí là còn hiếm hơn cả gỗ chắc. Và loại gỗ thứ ba là gỗ cẩm lai. Trên thị trường hiện nay thì có nhiều dòng cẩm được nhập từ Nam Phi về đây. Nhưng mà đỉnh hơn thì nó là cẩm lai của Tây Nguyên. Đây là loại gỗ nhóm 1, cực kỳ quý hiếm và khó tìm. Chất gỗ cứng, khỏe, thớ gỗ chắc mịn, khi đục vào thì có thể gãy cả đục. Và gỗ rất là bền với thời gian. Những mặt gỗ lớn hiện tại thì chỉ còn đếm ở trên đầu ngón tay. Và nếu như quý vị đang sở hữu một trong ba loại gỗ trên thì đó chính là một may mắn lớn. Vì chính những người thợ như chúng tôi cũng không mấy khi mà đã gặp được những loại gỗ này để có thể chế tác thành tranh gỗ.